Nghĩ như thế nào về em? Anh thấy em rất là đáng yêu. Em chỉ là một cô gái bé nhỏ đáng thương thôi, có đúng không? Cũng biết tình cảm của anh dành cho em mà. Thật ra em cũng không rõ nữa. Em nghĩ chắc mình không có tương... Tại sao em lại nói như vậy được chứ? Em thì không được đi học hành tử tế. Gia cảnh thì khó khăn. Mà À không đâu. Tụi mình chia tay đi. Mình càng gặp lâu hơn thì sẽ yêu nhau nhiều hơn. Và càng khó để bỏ. Ba em nói rất là đúng. Em nên lựa chọn một người phù hợp với mình thì tốt hơn. vậy không được, đi thôi. Tôi sẽ quỳ xuống đây cầu xin. Xin bà. Vui thiệt đó. Chuyện này đúng là vui thiệt. Sẽ còn vui hơn nữa nếu như bà ta cùng Chi Sơn. Mẹ ơi! Ba ơi! Chẳng phải là Sơn chê sao? Rồi hả? Ôi trời! Đã trễ rồi mà. Sao con gọi lớn quá vậy? Ai ngoài đó vậy? Con đi với ai? Con chào hai bác. Cô làm gì ở nhà của tôi vậy? Con dẫn con bé về nhà làm gì? Bà đã nói là không được rồi mà. Lỗi chuyện hôm đó. Tại vì con thường gặp những khách hàng rất kỳ lạ. Có mấy người hâm mộ đứng tuổi còn hỏi tôi con số điện thoại cho nên... Nó đang... Mẹ à, mẹ kêu ba đừng tức giận nữa. Tại Trung Bi không có biết ba là ai. Nhưng mà ba không chịu tha lỗi cho cô ấy. Mẹ nói ba bình tĩnh lại đi được không? Mẹ không biết chuyện gì như con bé này đâu. Tại sao? Sao mẹ lại không thích? Còn phải giải thích với con nữa hay sao? Con thử nhìn lại cô ta đi. Xuất thân, làm việc bán thời gian. Biết bao nhiêu là vấn đề. Gia đình con thì có vấn đề gì chứ? Bác không nên đánh giá về việc gia đình. Trung Y à? Sơn chê à? Ủa tư như vậy? Mẹ tin chắc là nó yêu con cũng chỉ vì tiền của con mà thôi. Tỉnh táo lại đi. Thật ra, con thích anh Sơn. Việc gia đình anh ấy có giàu có hay không thì ảnh hưởng gì tới tình cảm của tụi con? Sơn chê à? Đuổi cô ta ra khỏi nhà ngay. Dù bác có muốn con cũng không ở lại đâu. Chúc hai bác ngủ ngon. Chú ý. Mẹ à? Con định đi đâu vậy? Quay lại đây cho mẹ. Hôm nay, bà đã làm gì ở nhà vậy hả? Bà trả tiền cho một gã để hắn quyến rũ con dâu. Báo chúng lại Chi Sơn nữa. Bà lo cho Sơn chê đi kìa. Việc gì cần làm tôi cũng đã làm rồi. Ông biết tôi đến nhà con bé bao nhiêu lần hay không? Hãy làm người tốt hoài được. Trời ơi, sao con nhỏ đó nó dám như vậy chứ? Thiệt tình. Sơn à, con giấu Mina hả? Để làm cái gì chứ? Còn để bác sĩ can trong con bé, như vậy có ích gì? Còn chỗ nào để gửi Mina hết? Nhưng tại sao lại là bác sĩ can được? Cậu ta chỉ có thể chăm sóc con trai mình bằng cách thuê người tới nhà chăm sóc hai dân mà. Đúng ra thì mẹ Sơn Xu Đông sẽ làm việc này. Nhưng mà chị ấy lại có việc đột xuất phải đi. Cho nên tới cuối cùng, tụi con đành phải ở lại chăm sóc cho Mina. Cái gì tụi con hả? Con nói phải đi trực. Tất cả ngày nghỉ mà. Vậy là con không... Tại vì Mina nên con phải nói dối đó. Vậy hai đêm đó con ngủ ở đâu? Con ngủ ở đâu hả? Con nói thật mà mẹ. Mẹ ơi. Tụi con về rồi đây. Hai đứa mới tới hả? Chị ơi. Mẹ, tụi con còn phải đi thăm họ hàng cho nên là đã về trễ. Con xin lỗi mẹ. Vậy đến làm gì? Con nên chăm lo tốt cho gia đình bên chồng nhiều hơn nhà. Lắm rồi chị không về nhà rồi. Đáng lẽ chị phải là người trước tiên về chứ. Con yên lặng đi Hy Sơn. Con cũng không làm được việc gì đúng hết. Bác sĩ can là ý kiến của ai vậy? Sao con có thể nói dối? Con biết rất rõ mẹ rất lo lắng cho Chi Sơn chị của tụi con mà. Vậy mà tụi con hợp lại với nhau để nói dối mẹ. Tụi con không cố tình nói dối. Biết đây là gì không? Bên nhà chồng của Chi Sơn đang tiến hành vụ kiện ly hôn. Mẹ con bị ngất. Sau khi nhận được thông tin này, phải phòng cấp cứu mới về đó. Mẹ có sao không vậy? Mẹ không ở trong bệnh viện đâu. Ba mẹ cũng có gặp cậu Anh Chim Bông
ở trong bệnh viện nữa đó. An Chinh Bông tới bệnh viện của con hả? Cậu ta... tại vì con bận quá mà. Dù sao thì bà đã hỏi luật sư rồi. Anh ta nói là một vụ kiện tương tự như đời. Nà, tốt nhất là hai bên thỏa thuận với nhau. Tụi con nghĩ mẹ có thể ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra hay sao? Ba đứa tụi con không đứa nào chịu nghe điện thoại của mẹ, còn mẹ đã đưa văn bản nhường quyền sở hữu căn hộ cho nhà chồng Tri Sơn quỳ gối xin lỗi bà ta. Tại sao mẹ làm vậy chứ? Ngày mai chúng ta đi gặp luật sư chống lại vụ kiện với họ. Người dân sẽ nghĩ là Tri Sơn lừa dối trong khi đó có chồng và một đứa con. Vậy mà tụi con lại còn bày mưu, giấu Mina đi như vậy nữa. Tụi con nghĩ đây là chuyện... Nói, ai là người nắm giữ đứa trẻ sẽ có nhiều cơ hội được quyền giám hộ đứa bé. Vì điều đó cho nên là họ muốn được nuôi dạy đứa bé mà thôi. Ôi trời, con đúng là quá ngây. Bà ta nhất định sẽ hại Tri Sơn nếu buộc phải làm vậy. Bà ta nói sẽ trừ 10.000 won trong số 10 tỷ mỗi lần Tri Sơn đến xin bà ta tha thứ đó. Mẹ sao vậy? Mẹ sao không? Thôi, bỏ ra hết đi. Mẹ không còn coi mấy đứa là con nữa. Đi hết đi, mẹ không muốn nhìn thấy các con không còn họ Ma nữa, mà là họ Sơ. Mình à, sao có thể nói như vậy được? Ông thôi đi, ông cũng ở một mình thôi. Đừng làm phiền tôi nữa. Ôi. Nè Minh, Minh ơi. Chị Sơn hả? Anh gọi cho tôi có việc gì? Anh có gì muốn... Anh phải lo cho em. Ít nhất thì anh cũng biết lo rồi đó. Tôi cứ nghĩ anh chỉ là một gã chuyên nói dối. Anh biết đó không phải là cách tốt thoát ra khỏi chồng em. Với bà mẹ chồng của em nữa. Anh cứ nghĩ đó là cách duy nhất để làm được chuyện đó. Dù gì thì... với tôi cũng khó để tin tưởng được ai. Tôi đã bị... phụ thuộc rồi. Chính vì vậy tôi càng cảm thấy bị phản bội. Nhưng mà chắc cũng nhờ có anh. Con người thực sự của mình. Hôm nay tôi nhận ra ngoài bản thân mình thì tôi đã không thể tin tưởng được bất kỳ ai trên. Nhưng anh đã nói rồi đó. Cuối cùng thì tôi cũng đã được tự do. Tôi đã có được cơ hội dùng vậy để thoát ra khỏi những thứ đang cố. Tôi nghĩ là tôi sẽ không sao. Cho dù bây giờ có bất kỳ chuyện gì xảy ra với tôi. Về chuyện này thì cảm ơn anh. Chú My ơi! Ra ngoài ăn sáng thôi em. Em không có đói. Em sẽ ăn sao chị? Chị ấy đi chưa? Tới đây, anh xin lỗi Trung Y nha. Không sao đâu. Chúng ta có thể ra ngoài khi mọi người đi hết mà. Cảm ơn em. Ông Sơ à, ông đừng có ngoan cố nữa, cứ thử ăn. Một mình ông dùng quá nhiều chén dĩa rồi đó. Ông cứ việc xài dĩa nếu ông muốn, nhưng mà đừng bắt tôi phải làm giống ông. Phải rửa chén buổi sáng nè, mà dùng hết bao nhiêu cái vậy chứ? Sơn Kinh à, con không tới trường sao? Văn phòng giáo sư của con đóng cửa rồi. Ê trời, đó là lý do tại sao nuôi dạy con gái rất quan trọng đó. Ây, tại sao có cái chuyện có con rồi lại gây ra một vụ xì căng đa như vậy chứ? Vợ của ông đã khoe khoang quá nhiều về con gái của mình, may mắn lắm mà. Đây cũng là lý do không cần thiết cho con gái học hành cao. Ê, tôi phải tới văn phòng. Ông cứ từ từ mà dùng ha. Đi ha. Biết gì sao lại nói vậy chứ? Còn phải biết thêm gì nữa hả? Chuyện đó quá hiển nhiên rồi. Chị của con đã phải vượt qua rất nhiều chuyện đó ba à. Dù có bối, nó gây ra cũng khiến Sơn Kinh gặp vấn đề đó. Vì chị của con mà nó bị mất công việc trợ giảng, không được lo nghỉ học á. Đi kiếm việc làm đi. Anh Sơn à, chúng ta đi thôi kẻo trễ. Anh Trân Cưng, em phải làm nghiên cứu trước đi nha.
Vậy được. Gặp lại ba sau nghe. Làm, thì sao con để Xuân Kinh phải rửa chén vậy? Ờ, vậy con nên rửa chén có phải không ba? Tất nhiên vậy rồi. Dạ, buổi tối em đi ra chợ mua đồ. Về nấu bữa tối nghe chưa? Thực đơn ngày hôm nay là món cá hầm cây. À, bây giờ chị đi rửa chén luôn nha. Ba, mà con phải làm nhiều việc hơn đó ba. Trời ơi, con bé nó bình tĩnh ngay lớn luôn. À, dạ, chào ông. Ủa? Sơn Chê có ở đây không vậy? Hơi, tại sao bà lại có thể tới nhà của tôi để mà tìm... Đứa con gái lẳng lơ của ông đã quyến rũ con trai của tôi đó. Tối qua nó đến nhà tôi trong dịp lễ tạ ơn mà. Con bé Chung Y nhà tôi nó vẫn linh tinh đó đâu à. Nó đã ở với họ hàng nhà tôi suốt cả ngày. Khi tôi chửi nó còn nói chuyện rất thô lỗ với tôi. Rồi nó chạy ra khỏi nhà tôi theo nó. Đêm qua con trai của tôi cũng không về nhà. Chung Y à. Đó là lý do người ta hay nói nuôi dạy con gái rất là quan trọng. Trời, đó cũng là điều mà tôi luôn nói với người khác đó nha. Chuyện gì vậy ba? Sao phải ngạc nhiên vậy? Nè cô gái. Con không biết. Nè, con có chắc là con không biết không? Tại sao? Tối hôm qua con tới nhà Sơn Chê hả? Mẹ đang ở bên ngoài hả em? Dạ. Và con bé rồi, ha. Nhà tôi không biết con trai của bà ở đâu hết. Bà đi chỗ khác tìm cô ấy đi. Thật ra là tôi không lo cho con trai của tôi đâu kìa. Dạ con chào bác mới tới. Giờ này mà cô vẫn ở. Không biết Chi Sơn đã nói gì với cô chưa. Nhưng mà gia đình của tôi hiện giờ đang hỗn loạn lắm. Vì một đứa con dâu xấu xa và con trai của tôi gặp rắc rối lớn. Không may là chị của cô lại là người có học vị rất cao, giáo sư ở trường đại học danh giá. Vậy mà như vậy tôi sẽ không chấp nhận con dâu thứ hai của tôi từ một gia đình nghèo khó nào nữa. Tôi nói, cho phép con tôi cưới con, tôi sẽ canh chừng con gái tôi. Cho nên bà làm ơn làm phước đi. Hãy về lo cho con trai của bà, tôi biết ơn lắm rồi. Tôi hy vọng là tìm cách để làm việc đó với con trai của tôi vì nó là con trai của chủ tịch. Bà nghĩ tôi quan tâm tới việc nó là ai hay sao? Tôi rõ ràng và minh bạch nên bà không cần phải lo chuyện đó đâu. Vậy thì tốt quá. Tôi thật lòng rất muốn tin điều đó. Nhưng mà để cho an toàn... Gửi cho ông cái này. Bà quăng cái gì đó vậy? Chỗ này chắc là cũng đủ đó. Tôi không muốn ông quá thất vọng về việc không có được một... Bà nói cái gì? Dạ thưa bác, bác đã đi quá xa rồi đó. Việc của Chung Y và Sơn Chê hẹn hò cũng vậy nữa. Con biết nhà của bác rất là giàu có. Nhưng sao bác lại ném phong bì đó đi như vậy chứ? Có phần hơi thô lỗ. Nhưng mà sau khi mọi chuyện diễn ra như ông ấy nói thì ít nhất cũng có một ít tiền bù đắp để thấy dễ chịu hơn và không bám lấy con của tôi nữa. Gì hả? Bà cầm lấy. Cút khỏi đây ngay cho tôi. Cút đi, cút đi, trời cút đất, đi. Ơi, trời đất. Cuối cùng thì con cũng đã hiểu ra tại sao chị con lại ghét mẹ chồng mình đến như vậy rồi. Con biết ba con, vậy để anh ta quay lại đoạn video đó. Thậm chí bác còn tiến hành một vụ kiện đòi bồi thường 10 tỷ won nữa. Chắc bác nghĩ ai cũng biết sức mạnh của đồng tiền. Không lớn đến như vậy đâu bác. Bác không được phép làm tổn thương người khác bằng mấy đồng tiền bác có đâu. Tại sao bà dám ném tiền vào mặt của tôi như vậy? Bà cứ nghĩ là bà có thể tùy tiện coi thường chúng tôi hay sao? Cẩn thận lời nói đi. Còn nữa cô In Sơn, sao cô dám lên mặt dạy đời tôi? Tôi sắp kiện đòi bồi thường 10 tỷ đó. Tôi đã phải chịu được. Dù sao thì hy vọng. Ông hãy hiểu cho đây. Đứng lại. Với tôi mà nói. Bà là một kẻ ngạo mạn, ngu ngốc cứ luôn cho rằng. Tiền có thể giải quyết một người nghèo như tôi. Có thể ném cái gì vô bà.
chưa bao giờ bị cái này. Ném thẳng vô người, nhưng đối với kẻ ngạo mạn ngu ngốc như bà, thì việc này thật sự rất là cần thiết. Đó không phải là... Tôi nghe người ta nói cách tốt nhất để xử lý mấy kẻ ngu ngốc thô thiển là ném cả nắm muối vào bọn chúng. À. Nè, không được làm như vậy, dừng lại. Mặn quá đi, hả? Đương nhiên rồi, muối mà, còn là muối hột nè, nữa to bà nè. Vậy. Nè, bà muốn chạy đi đâu hả? Đem cái này theo luôn đi. Bà tức giận như lắm hả? Trời, cái bà điên đó là loại người gì mà bà chưa từng gặp nữa vậy? Lúc mà nghĩ á, con cảm thấy rất là sung sướng luôn. Con biết đó, ba không thể chịu đựng được sự bất công như vậy. Chị gái của con đúng là đã phải chịu đựng quá nhiều khi có bà mẹ chồng như vậy. Ôi trời ơi, sao dám ném tiền vào chúng ta chứ? Bà ta đúng là cái thứ ngu ngốc mà. Không thể biến sai thành đúng được. Không chỉ như vậy đâu, bà ta thật sự quá xấu xa. Sao bà ta lại dám mò tới đây bật ba như vậy được? Mà còn nữa nè ba, tại sao bà ta lại có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu của Trung Y nhà mình được chứ? Không thể nào. Đúng rồi đó con dâu, dù con bé còn trưởng thành có trái tim nhân hậu, cái bà điên đó tốt nhất nên về lo cho con trai của mình thì hơn. Dạ tất nhiên rồi ba, bà ta đáng bị ném muối vào người lắm. Đáng là ta mới đúng đó. Đúng, ba phải làm vậy mới được chứ. Con không đi làm. Bà đang sửa rồi đến đây. Đây là tôi chịu tiền. Nè, tôi sẽ lên xem thử. Xin chào bố. Cái người đàn bà đó. Ôi trời ơi, sao bà ta dám ném cái phong bì vô mình? Chắc bà ta thấy trên phim. Mà khoan đã, vụ kiện 10 tỷ. Ôi trời, 10. Mẹ bị sao vậy con biết? Sao lại đem tiền tới đây? Anh ném muối cho mẹ anh rồi. Nếu ba em á phát hiện ra anh đang ở đây thì chết chắc luôn. Khi nào đi được vậy? Cứ đợi thêm một chút đi. Ôi, sao ông ta dám ném muối vào mình chứ? Trời ơi, ông ta đúng là kiêu ngạo quá đi. Vậy là ông ta chính thức khai chiến với mình rồi. Người rồi đó. Chị giúp việc, lấy cho tôi một ly nước mát nhanh lên. Sẽ đứng ra tổ chức một cuộc họp báo bất ngờ. Gần đây Blue Ren đang bị vướng vào một vụ scandal với lại nữ giáo sư bởi những bức ảnh chụp chung trong khách sạn đa này mà họ nổi tiếng gia tăng một cách chóng mặt. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Blue Ren. Xem anh ta nói gì về chuyện này. Nói cái gì tổ chức cuộc họp báo? À đây rồi, anh ta đang tới. Tới rồi. Xin anh cho chúng tôi biết tại sao lại tổ chức cuộc họp báo này. Những cái bánh đó là giả sao? Anh Blue Ren à? Làm ơn cho chúng tôi biết đi. Blue Ren, đừng nghĩ mà. Trả lời chuyện tôi đi. Mẹ của anh đúng là đáng sợ thiệt đó. Anh nghĩ ba em còn đáng sợ hơn. Để em đi kiểm tra thử nha. Trung Bi à? Cậu đang làm gì ở đây vậy? Con chào bác. Cậu, dậu. Tối qua, anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà cho nên con... Cái gì? Vậy là... Hả? Dạ, tối qua, con có dẫn Trung Y tới nhà con, và rồi tụi con... Cái gì? Anh hiểu cái này! Ơi, không phải vậy đâu mà ba! Không phải! Cậu đánh chết cậu! Tại sao cậu dám? Hả? Trung Y hãy dám cho trai vô phòng hả? Con nói không phải như vậy mà. Ôi. Con nói không phải vậy nghĩa là sao? Cái đồ gái hư, ha? Con định làm cái gì đây? Con có biết mình sẽ vướng vào rắc rối lớn gì không? Bác ơi, giữa hai tụi con không có xảy ra chuyện gì hết á. Mà phải. Trời. Đứng lại đó. Đứng lại. Trời.
Có phải Trung Y đã bị mất trí gì rồi không? Trời ơi, mình phải làm gì đây? Trời ơi, nó hoàng đó hay sao chứ? Ôi trời! Trời ơi! Vậy là ba ném rất nhiều muối hột vào người của bà ấy. Vậy chắc là ba nổi điên thiệt rồi. Ôi, dù gì ba cũng đã làm rất đúng. Đáng lẽ ra em phải ngăn ba lại, nhưng mà em quá sung sướng khi ba làm vậy. Bà ta từ đầu á, anh đã thấy không thích sinh chê rồi, cứ lấy sinh kinh ra làm cớ tới nhà mình nữa. Chắc là tụi nó yêu nhau thiệt đó anh à. Em tụi nó, anh thấy chị em đã gặp chuyện gì khi mọi người can thiệp rồi đó. Ờ thôi được rồi, em sắp đi gặp luật sư có đúng không? Em đi cùng với mẹ hả? Ờ, không có cách nào chứng minh mối quan hệ giữa Blue Ren với nhà chồng của chị ấy. Đó mới là vấn đề lớn nhất. À, Blue Ren chuẩn bị tổ chức ấy hay không? Có phải họ nói Blue Ren chuẩn bị tổ chức họp báo không? Ồ. Anh chuẩn bị tổ chức họp báo. Anh làm điều này là vì em. Xuất hiện những tấm hình giữa tôi và giáo sư Ma ở trong khách sạn với nhau. Thật ra thì 10 năm về trước yêu nhau rồi. Cả hai chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Ai đang tổ chức họp báo? Cậu ta còn định nói gì với báo chí vậy hả? Nói mình không có lỗi gì hết, tại chị Sơn không? Cậu ta không nên làm vậy, nếu không mẹ sẽ không ngồi yên đâu. Thật ra thì có một lý do khiến tôi tiếp cận giáo sư Ma. Cô ấy đang chuẩn bị chồng của cô ấy, luôn cố gắng tranh giành con của cô ấy, nên đã không còn tình cảm gì nữa. Trong khi đó, có một âm mưu khác nữa. Cụ thể là, bà Hơ Ân Súc đã đích thân gọi điện thoại cho tôi. Bà ấy muốn tôi quyến rũ con dâu bà ấy và quay lại một đoạn phim để hủy hoại uy tín của cô ấy. Bù lại bà ta hứa tôi. Hiền Sớt à? Cậu ta điên mất rồi. Chắc chắn là tin lời của cậu ta chứ. Anh có chắc chắn mình không bị ra chuyện này để bảo vệ giáo sư Murchison hay không? Không bị chuyện gì hết. Tôi chỉ nói là... Đoạn ghi âm cuộc điện thoại nói chuyện đó giữa tôi và bà Hơ. Bà hứa bảo vệ chư sơ khỏi công luận rồi mà. Bà sử dụng video nhằm mục đích không đúng. Thế nhưng vậy chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Chẳng phải cậu cũng đã có được nhờ chuyện này, mà thậm chí bây giờ cậu còn trở nên nổi tiếng hơn. Cậu chính là người đàn ông mà nó đã lựa chọn, uy tín, thậm chí là cả con của mình. Vậy chính xác là bà muốn làm gì? Bà đã nói là... Tại sao tôi phải bỏ ra một số tiền lớn chỉ để cho hai đứa tụi nó ly hôn? Ôi, bà bị làm sao vậy? Chuyện này, trời ơi, không có nghĩa lý gì hết. Cậu ta bị điên rồi, có đúng không? Cậu ta bị điên rồi, đúng không? Cậu ta bị điên rồi, không đúng như vậy đâu.